Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một cái kênh chuyên đánh giá các cái xe đạp thể thao nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp full carbon, khung full carbon, vành carbon, yên carbon, mà giá thì rất hợp lý, được trang bị full bộ chuyển động Shimano Tiagra. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem nhé. Vâng, và xin lưu ý các bác là đây không phải chiếc xe đạp Tassolai, mà đây chỉ là đề can do người dùng cũ người ta dán thôi. Đó, còn tất cả khung là full carbon hết. Khung này carbon, đây các bạn có thể nhìn thấy vân carbon. Mà carbon này là carbon gọi là các carbon là mộc các bác nhé, không có sơn che phủ, cho nên là không có. Một số các bác có thể hỏi là liệu khung có lỗi lầm không, thì không có lỗi lầm gì cả. Carbon mộc hết, có thể nhìn hết suốt hết chiều dài khung. Mà xe này đã qua sử dụng một thời gian rồi, rất là nhiều quãng đường rồi, cho nên là để mà nói về chất lượng ấy, thì nó hỏng thì nó cũng hỏng rồi. Đấy, cho nên là khung rất là ok, khung carbon càng nhôm, đấy, càng nhôm thì cho cái độ chắc chắn nó ok hơn. Vành trước là nhôm. Đấy, mà cái cặp vành này, con vành này là nó cũng rất đặc biệt, đó là trang bị Mayer thì đều là bi vòng cối lổ. Đấy, Mayer thì đều là bi vòng cối lổ hết. Nhưng mà vành sau thì là carbon, khung carbon, vành sau carbon. Vành trước là nhôm và càng cũng nhôm luôn. Có thể là nhà sản xuất người ta cố gắng là tạo lên cái phần đằng trước là bằng nhôm cho nó có vẻ chịu lực, cho nó có vẻ ok hơn. Đấy, còn phần sau là không chịu lực nhiều thì là người ta làm bằng carbon. Đây là khung carbon, càng nhôm, vành trước bằng nhôm, vành sau bằng carbon. Toàn bộ phần đít này là carbon, phần đầu là bằng nhôm. Vành là cùng cặp Mayer cũng đi vòng hết khối độ. Và xe được trang bị full bộ chuyển động Shimano Tiagra, cùm phanh Tiagra, yên carbon luôn các bác nhá. Yên carbon này, tổng trọng lượng xe rất là nhẹ, yên carbon. Chiếc yên này mới nó phải tầm hơn triệu rồi. Gạt đĩa này, Tiagra này. Gạt đĩa Sora, đùi đĩa Tiagra, bộ đề Tiagra, 10 lít. Mayer bi vòng. Cùng phanh trước Tiagra. Bộ tay lắc Tiagra. Tổng thể xe rất là khá là nhẹ các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào đo size và đánh giá chuyển động chi tiết cho các bác xem. Vâng, size của chiếc xe là từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 53 cm. Xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m65, 1m65 đổ lên 1m75 đi là phù hợp. Vâng, một số bác thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Mời các bác tiếp tục xem video. Và bây giờ em vào đánh giá chi tiết chuyển số cho các bác xem nhé. Xe được trang bị 10 lít, củ đề Tiagra, lên lít cũng rất mượt các bác nhé. ít. Máy hơi bị vòng. Đĩa. Đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Chuyển số rất là mượt các bác nhé. Và chuyển số rất mượt mà. Xe được trang bị full carbon, yên carbon, khung carbon, vành sau carbon, càng nhôm, vành trước nhôm để cái đôi cặp vành này là người ta làm một cái vành là bằng carbon và một cái vành bằng nhôm để vành trước là cái chịu lực khi mà mình vào sóc, vào ổ gà là yên tâm các bác là chịu lực rất là tốt. Đấy, trọng lượng khá là nhẹ và trang bộ chuyển động gần như là full Shimano Tiagra. Và xe có giá rất tốt bên em là 11.500.000, bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm chiếc xe thì liên hệ số điện thoại trên màn hình 0975 709 943 để em tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bác đã xem video và các bác nhớ đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp khác em đưa lên trên kênh.